Mỗi năm, cư dân trên khắp thế giới đánh bắt khoảng từ 2,5 đến 3 triệu tấn mực để cung cấp cho người tiêu dùng và xuất khẩu. Câu mực là một trong những phương pháp phổ biến nhất. Khu vực có sản lượng mực câu khổng lồ nhất phải kể đến là Peru với những phương pháp đặc biệt. Ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi khám phá cách ngư dân Peru câu hàng nghìn con mực khổng lồ như thế nào nhé! Bạn có biết những dụng cụ này là gì không? Đó chính là mồi câu mực với nhiều chiếc móc sắc nhọn như móc câu cá thông thường. Và người đàn ông này đang nối từ mồi câu vào một sợi dây để thả xuống biển cùng những chiếc phao nổi. Thông thường, những ngư dân thả từ 10 đến 20 chiếc phao nổi mỗi ngày. Trên mỗi chiếc phao đều được đánh dấu số thứ tự để thuận tiện cho quá trình thu hoạch. So với các hoạt động đánh bắt khác, việc câu mực có thể cần rất ít nhân lực. Mỗi tàu đánh bắt chỉ cần từ 2 đến 3 ngư dân thao tác các thiết bị câu mực. Câu mực là một trong những phương pháp phổ biến nhất để đánh bắt số lượng lớn mực tại các khu vực bờ biển của Peru. Hàng ngày, những tàu đánh cá sẽ ra khơi cùng với dụng cụ là những thiết bị câu và mồi để bắt được những con mực lớn nhất. Mồi câu được cho là quan trọng nhất để câu những con mực có kích thước lớn. Chúng không phải là mồi thật mà được làm bằng nhiều vật liệu khác nhau. Mồi câu mực có thân trông giống như một con cá, được thiết kế phát sáng để thu hút sự chú ý của mực và có một hoặc hai hàm móc câu để ngăn chặn tình trạng mực thoát ra trước. Do vậy, ngư dân Peru có thể sử dụng mồi câu nhiều màu sắc, từ đó lựa chọn màu hiệu quả nhất. Đa số thuyền đánh bắt mực không sử dụng cần câu mà thay vào đó sử dụng các cuộn cước là chủ yếu bởi nó tiện lợi và không cần người quan sát, rất phù hợp để câu mực với mục đích thương mại. Mực rất nhạy cảm về ánh sáng, do đó các tàu đánh cá trước hết phải bật đèn để tạo những vùng sáng nhằm mục đích thu hút cá mực, hoặc các tàu đánh cá được trang bị GPS đã xác định vị trí nhiều mực nhất để ngư dân có thể thả câu hiệu quả. Tại những vùng biển có số lượng lớn mực sẽ giúp ngư dân thu hoạch được hàng nghìn con mực khổng lồ. Chúng có thể được xử lý ngay tại trên thuyền và bảo quản lạnh trước khi đưa về các cơ sở chế biến. Bởi các tàu đánh cá có thể thực hiện những chuyến ra khơi dài ngày, vì vậy mỗi chiếc tàu đều chuẩn bị khoang chứa đá lạnh nhằm bảo quản và giữ tươi hải sản.
Hàng nghìn con mực được đưa đến nhà máy chế biến mỗi ngày. Tại đây, chúng được xử lý và chế biến để kéo dài thời hạn sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình xuất khẩu. Các nhà máy chế biến được xây dựng gần cảng biển để rút ngắn thời gian vận chuyển, giữ độ tươi cho những con mực biển. Bên trong nhà máy chế biến chủ yếu sử dụng sức lao động của nhân công, dường như họ đều là những người có kinh nghiệm lâu năm nên mọi quy trình xử lý đều rất nhanh nhẹn. Từng con mực được loại bỏ nội tạng và đầu, nhân công cũng làm sạch các chất nhờn bám trên thân mực, loại bỏ cả lớp da màu tím đỏ bên ngoài, chỉ để lại phần thịt màu trắng. Sau khi làm sạch, các máy móc thực hiện nhiệm vụ cắt thân thịt mực thành nhiều phần khác nhau tùy theo yêu cầu của thị trường tiêu thụ. Các bộ phận khác như đầu mực và đuôi mực cũng được chế biến và đóng gói. Các sản phẩm mực đông lạnh không chỉ được sử dụng trong nước mà còn phục vụ nhu cầu xuất khẩu. Peru xuất khẩu khoảng 70.000 tấn hải sản mỗi năm đến Hàn Quốc, trong đó sản lượng mực đạt khoảng 13.000 tấn. Hàn Quốc cũng là khu vực tiêu thụ nhiều mực nhất trên thế giới. Do đó, những sản phẩm mực được chế biến từ Peru cũng rất được ưa chuộng. Nghề đánh bắt và chế biến mực là một trong những ngành quan trọng nhất tại Peru, tạo ra nhiều việc làm cho hàng nghìn người dân địa phương cũng như ổn định kinh tế đối với nhiều khu vực. Bạn đã được thưởng thức những món ăn từ mực khổng lồ chưa? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận để chúng tôi được biết nhé! Đừng quên bấm like, đăng ký và nhận thông báo mới nhất! Bạn đã từng nhìn thấy những con bạch tuộc khổng lồ nặng hơn 150 pounds với chiều dài hơn 5 mét bao giờ chưa? Chắc hẳn một số bạn sẽ nghĩ ngay đến những con quái vật ẩn mình sâu trong đại dương giống như vụ phù thủy Ursula trong bộ truyện Nàng tiên cá. Chúng có thể là nguyên nhân gây ra những vụ chìm tàu trong truyện cổ tích. Nhưng thực tế, những con bạch tuộc này hoàn toàn có thật và hiện tại chúng đang là nguồn thực phẩm và loài bị con người đánh bắt. Vậy ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá xem cách ngư dân đánh bắt và chế biến những con bạch tuộc khổng lồ như thế nào nhé! Hãy xem ngư dân đánh bắt và chế biến những con bạch tuộc khổng lồ. Những con bạch tuộc mà chúng tôi đang nói tới là loài bạch tuộc khổng lồ Thái Bình Dương. Chúng sống tại khu vực Bắc Thái Bình Dương từ Nhật Bản đến Alaska và California. Bạch tuộc khổng lồ Thái Bình Dương chỉ sống trung bình từ 4 đến 5 năm trong tự nhiên, nhưng chúng vẫn được coi là một trong những loài bạch tuộc sống lâu nhất trên thế giới. Các loài bạch tuộc thường chết ngay sau khi sinh sản. Mặc dù những con bạch tuộc này vẫn được đánh bắt thương mại ở cả Bắc Mỹ và Nhật Bản để lấy thức ăn và mồi, nhưng cho đến nay, quần thể bạch tuộc vẫn có khả năng phục hồi tự nhiên.
dân có thể đánh bắt bạch tuộc bằng cách sử dụng cần câu giống như cần câu cá, mặc dù cách này không phổ biến vì nó khó khăn hơn so với các loại cá. Bạch tuộc thường bị thu hút bởi các loài mồi có màu sắc sặc sỡ. Vì vậy, hãy sử dụng mồi nhử có nhiều màu sắc lòe loẹt như đỏ, cam và vàng. Bạch tuộc cắn câu, việc đưa chúng ra khỏi nước lại là một vấn đề khác vì bạch tuộc dễ dàng thoát ra khỏi lưỡi câu. Sau khi được nhấc lên khỏi mặt nước, bạch tuộc có thể sẽ buông mồi. Vì vậy, hãy đảm bảo có một vật lưới để vớt chúng lên và mang chúng ra ngoài. Một cách phổ biến để bắt bạch tuộc là phương pháp cổ điển là dùng giáo để đâm con mồi. Việc này phải được thực hiện ở khu vực nước nông hơn và phải được thực hiện bằng các công cụ và biện pháp bảo vệ thích hợp. Nhưng đây là phương pháp cổ điển mà những người ngư dân đã sử dụng trong nhiều thế kỷ để bắt bạch tuộc. Quá trình thực hiện đúng như tên gọi, ngư dân có thể dùng giáo để tóm con bạch tuộc rồi dùng tay bắt nó cho vào túi lưới. Mặc dù câu và dùng giáo bắt bạch tuộc khổng lồ, nhưng những cách này chưa hiệu quả bằng việc đặt bẫy. Tốt nhất nên bắt bạch tuộc bằng phương pháp bẫy thay vì dùng mồi và móc. Người Nhật áp dụng phương pháp này một cách rất hiệu quả. Chúng có thể bị bắt trong các chậu không có mồi vì coi đó là nơi trú ẩn, bởi bạch tuộc thường sống trong môi trường giống như những cái hang ở các dạng san hô và nền đá. Khi thả chậu xuống, hãy nhớ đặt chúng cách xa nhau và có thể phủ thêm đất và tăng cơ hội bắt được bạch tuộc. Với chậu bạch tuộc, tăng suất sẽ mất nhiều thời gian hơn so với bẫy cua vì bạch tuộc đang tìm cách biến nơi này thành ngôi nhà mới của chúng. Sự kiên nhẫn là quan trọng và có thể mất vài tháng trước khi những chiếc bẫy được thu hoạch. Việc thu hoạch bạch tuộc và mang nó về cơ sở chế biến cũng là một vấn đề vì những chiếc chân của nó có thể gây ra rắc rối. Biện pháp hữu hiệu nhất là thả từng con bạch tuộc vào túi lưới rồi để xuống bể nước, tránh tình trạng nó di chuyển ra ngoài. Bạch tuộc sau khi thu hoạch sẽ vận chuyển về các cơ sở chế biến. Đầu tiên, cần làm sạch các chất nhớt, bẩn trên thân của chúng. Để loại bỏ chất nhờn và chất bẩn khỏi bạch tuộc, hãy đặt nó vào máy rửa bạch tuộc và chà sát bằng muối. Bạch tuộc có chứa rất nhiều nhầy nhụa và có chất bẩn trên rác hút của chúng. Để loại bỏ chúng, hãy cho chúng vào máy giặt bạch tuộc đặc biệt và chà sát bằng muối. Sau đó, loại bỏ phần nội tạng rồi luộc bạch tuộc sơ qua nước sôi. Điều này giúp thịt của chúng có độ giòn hơn.
Sau khi thấy bạch tuộc cứng lại là quá trình làm sạch nhiều lần với nước để loại bỏ hoàn toàn chất bẩn. Dùng con dao sắc loại bỏ lớp da bên ngoài để lộ ra phần thịt trắng giòn, có thể cắt thành từng phần khác nhau dễ dàng cho đóng gói và chế biến. Thịt bạch tuộc khổng lồ cũng tương tự như mực về độ giòn, ngọt của thịt, từ đó có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau tùy thuộc khẩu vị của mỗi vùng miền. Bạn cảm thấy video này như thế nào? Hãy để lại bình luận để chúng tôi được biết nhé! Đừng quên bấm like, đăng ký để nhận thông báo mới nhất. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn!